Dạ. Cảm ơn anh Quang Hải và chị Thu Huyền. Xin mời chị Kim Yến. Xin mời sao chị Kim Yến lại đẹp Ninh. Gái. Nhân vật chính bước lên sân khấu nha. Bông này tôi đi dặn mà nhớ. Bà hát bà này hay quá luôn á, dữ lượng quá. Nhờ anh tặng cái hoa. Hoa trà, tôi nghe anh ca mà. Dạ, anh thấy hoa trà tặng cho cô dâu mà không có hoa, tôi phải thế cái hoa trà cho. Alo, một xíu còn mò gì hả? Đừng xa em. Hôm ba, đây thứ nha, em cho khoảng 86. Thân chào quý anh chị và các bạn. Chúc tất cả chúng ta thật vui. Và sau đây là nhạc phẩm Đừng Xa Em Đêm Nay của nhạc sĩ Tuyết Thư. Thank you. Cảm ơn.